3. Hòa thượng tuyên hóa giảng ngày mùng 2 tháng 12 năm 1993. Đệ tử hỏi: Khi ngũ ấm đến lúc tiêu trừ hành giả đã vượt qua được kiếp trược rồi, quan sát cội gốc của sắc ấm, hành giả thấy vọng tưởng kiên cố là cội gốc của sắc ấm. Hòa thượng: Hành giả vẫn còn nhiều vọng tưởng nó kiên cố là vì hành giả đã chấp trước quá sâu vào cảnh giới này. Đệ tử: có phải tất cả những vọng tưởng kiên cố đều là cội gốc của sắc ấm? Hòa thượng là do khi hành giả đạt đến cảnh giới ấy, có những hiện tượng ra sao, nó có phải là cội gốc của xác ấm hay không, chẳng phải là vấn đề, chẳng có cách nào để xác định được cội gốc của nó. Điều đó là hư vọng, sắc thọ tưởng hành thức đều y như vậy. Ngũ ấm phù vân vô khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Năm ấm như mây nổi, chẳng có chỗ đến đi. Ba món độc tham sân si, như bọt nước, mất còn như hư không. Nó đều không thực, mọi cảnh giới đều là hư huyễn. Đệ tử, nó giống như giấc mộng, trong ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Hòa thượng, đúng vậy mộng lý minh minh hữu lục thú giác hậu không không vô đại thiên nghĩa là trong mơ rõ ràng qua sáu nẻo ngộ rồi mọi vật thảy đều không